Tuấn ơi, Tuấn Hẹo ơi, vào đây. Dạ. Ngồi xuống đây cho bảo. Anh bảo gì? Này, cầm tiền đi mua cho tao bộ quần áo ấy. Size XL nhá. Quần áo gì đưa lít bạc cái này? 120 gì đây? 120 mua quần áo gì anh? Mua bộ rẻ rẻ thôi, thế nào cũng được, càng rẻ càng tốt. Nope. À, thế anh phải nói rõ chứ, lít bạc để mua được bộ quần áo sao không mua được? Thế em mua lại nào, càng rẻ càng tốt nhá. Ừ. Vâng, thế anh đợi em tí. Ôi, bà ơi, nhà bà có bộ quần áo nào rẻ rẻ không để con bộ không? Có đi. À, đâu cho con xem nào bà. À, đây có cả quần luôn à bà? Nope. Một bộ à? Một bộ đấy. Vâng, bộ này bao nhiêu ạ? 10.000. Ồ, rẻ đấy à bà? Con gửi tiền bà nhá. Vâng. Thế con về đây ạ? Vâng ạ. Ồ, anh, đây rồi, em về đây rồi. Quần áo anh đây không? Có mua size 2XL không đấy? Em mua loại to nhất rồi, anh tiền thừa em. Cái gì? Tiền thừa em giả? Sao lại thừa ạ? Thì anh bảo mua rẻ nhất mà, cái này rẻ mà. Chắc bà lấy sale sao anh ạ? Mất 10.000 một bộ thôi. Rẻ thế? Vâng. Đây này. Vẫn còn thừa 101 à? Vâng. Thật không đấy? Em điêu anh làm gì đây, một bộ luôn. Nope. Cho mày luôn. Thật nhá, cho em nhá. Ừ. Nhớ là không được đòi đâu đấy, em xin. Hôm nay anh hảo phóng thế. Anh thử mặc ra xem, bỏ ra xem mặc xem vừa, bộ này sale mà. Đây, đổ mẹ bỏ ra cho, đây này, có cả bộ trong này mà. Em mua cái gì này? Hả? À, bộ quần áo ở đây. Mày mua cái đồ hàng mã thì bố mày. Mày rủa bố mày. Ôi.